Tập 9. Hình như chính là nhà này. Vào xem sao. Có ai không? Tìm ai vậy? Tìm anh đấy. Cô là... Không nhận ra bà cô này luôn hả? Cô là Bạch Đông Cúc của Bạch Gia Trang đúng không? Đúng là gái mới lớn nhìn không ra. Tôi sắp không nhận ra cô rồi. Bớt nói lời thừa thải sao? Để chúng tôi đứng ngoài nói chuyện sao? Mời cô. Cậu ta là ai? Anh ấy là người đàn ông của tôi. Người đàn ông của cô? Sao? Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Tôi có một người đàn ông không được hả? Tôi phải gọi một tiếng cậu nhỉ? Đúng vậy. Đừng nghe cô ấy, gọi tôi là Lý Bu là được. Lý Bu? Cậu chính là Lý Bu, đội trưởng Lý của đại đội quyền. Tôi không ở trong quân đội sẽ sách đó từ lâu rồi, cũng không làm hán gian. Cậu tìm tôi làm gì? Tôi muốn nhờ anh giúp. Tôi sẽ giúp được gì cho cậu chứ? Tôi không tham gia đại đội huyện đâu. Nghĩ hay nhỉ? Anh tham gia đại đội huyện sao? Bà cô đây còn chưa có được tư cách tham gia đây này. Diêm Dương, tôi không đến để mời anh tham gia đại đội huyện. Anh ngồi xuống đã. Ngồi xuống rồi bàn bạc. Đúng là tôi đến để nhờ anh giúp đỡ. Cha. Mẹ, con đã gặp Bưu Tử rồi. Bưu Tử nhờ con hỏi thăm cha mẹ. Sao Bưu Tử không dùng súng bắn chết mày đi? Cút đi. Thủ đoạn này của người Nhật cao thật. Nhưng tôi có thể giúp gì cho hai người? Trước đây anh từng phá dỡ bằng thuốc nổ. Có cách nào làm cho thuốc nổ chôn dưới hầm biến thành bùn đất không? Quá đơn giản. Phá hủy cơ quan điều khiển từ xa, thuốc nổ sẽ biến thành bùn đất. Chuyện này chúng tôi thật sự không hiểu. Vậy xem anh. Anh đừng tính lâu tôi. Tôi không có gan đấy đâu. Tôi nhát gan lắm, sợ chết. Anh là Diêm Dương cơ mà. Tôi là Diêm Dương giả, không phải thật. Anh mà không giúp, hôm nay tôi sẽ cho Diêm Dương giả là anh đi gặp Diêm Dương thật. Đồng Cúc, ngồi xuống. Chúng ta tới thắp hương, không phải đến dở miếu. Người anh em, tôi nghe nói quân đội Quốc dân đảng đóng quân ở Nhạn Sơn, không muốn kháng Nhật. Lúc họ rút quân, anh cũng không muốn làm lính đào ngũ. Vậy nên anh, đội trưởng Lý, anh đừng nói vậy. Nói cho anh biết, đó là vì tôi không muốn rời xa nhà, không liên quan tới việc họ kháng Nhật hay không. Nhà anh có bao nhiêu người? Một người ăn no, cả nhà không đói. Không còn người thân nào khác nữa sao? Không. Lúc vừa vào thôn, tôi gặp anh Trần, đội trưởng an ninh, có nói chuyện danh ấy về chuyện nhà anh. Bọn quỷ Nhật vì muốn cướp quân lương kháng Nhật, tiêu diệt 4 thôn hơn 100 người, Nguyên Yến tử qua đã chết mấy chục người, trong đó có mẹ anh đúng không? Anh ấy làm gì vậy? Lần nào về cũng vậy, bảo là ngồi thiền. Ngồi thiền? Ngồi thiền thì phải ngồi ở trong chứ, sao lại quỳ ở bên ngoài? Để ta đi hỏi. Tiểu thư, ngày ấy ngồi thiền không ai được phép làm phiền. Vậy là đang cầu nguyện. Ta hiểu rồi. Đợi đã tiểu thư. Làm gì vậy? Lúc cầu nguyện không được nói chuyện.
Mẹ anh vừa chết trong tay người Nhật, xương cốt còn chưa lạnh, sao anh lại không muốn báo thù chứ? Không muốn. Tại sao? Không báo thù, tôi còn giữ được mạng. Nếu báo thù, nhà tôi sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Tôi nghĩ cha mẹ đã qua đời, cũng không muốn nhìn thấy nhà họ Dương tuyệt tử tuyệt tôn. Sao anh lúc nào cũng nghĩ đến chết mà không nghĩ tới sống vậy? Vào ổ của bọn quỷ Nhật còn mong sống sao? Tôi nói anh nghe, cái đó không gọi là chết mà gọi là hy sinh. Anh sẽ được coi là anh hùng kháng Nhật. Mẹ anh mà biết sẽ rất vui đó. Tất cả người của Yến Tử qua cũng sẽ vui mừng vì anh. Người chết rồi còn vui cái nỗi gì? Diêm Dương, nếu còn cách khác tôi cũng sẽ không chạy tới tìm anh đâu. Thế này đi, chúng tôi sẽ đảm bảo sự an toàn của anh. Phí lời, anh lấy gì đảm bảo an toàn cho tôi? Người trong coi cơ quan điều khiển từ xa của thuốc nổ đều là đặc công Nhật Bản, được trải qua đào tạo chuyên nghiệp. Vũ khí của một người so với tất cả của vũ khí của đại đội huyện cộng lại lợi hại hơn nhiều. Xem ra anh biết điều khiển từ xa của thuốc nổ ở đâu. Đội trưởng Lý, tôi khuyên cậu đừng mạo hiểm. Đặc công của Nhật đều là những cây đèn tốn dầu. Đèn có tốt thế nào cũng sợ gió thổi. Trung Quốc nhiều người như vậy, mỗi người thổi một hơi sẽ thành một cơn gió mạnh tới mức nào? Đèn có tốt tới đâu cũng thổi tắt được. Được, tôi đồng ý với cậu. Nhưng cậu cũng phải đồng ý với tôi một điều kiện. Anh nói đi. Năm đó tôi đường đường là một đấng nam nhi, thua dưới tay một đứa nhóc con. Tôi gọi cô ta 18 tiếng bà cô. Tôi phải đòi lại. Nếu chuyện này thành công, cô ấy cũng phải gọi tôi 18 tiếng ông cậu. Được, đừng nói là 18 tiếng, 180 tiếng cũng được. Từ bây giờ, anh chính là ông cậu của Bạch Đông Cúc này. Lý Bu, cậu thấy có chắc thắng không? Tôi nghĩ có thể thắng, nhưng rủi ro nhất định. Nhưng việc này đáng để làm. Đó không phải rủi ro nhỏ, mà chính là rủi ro lớn. Nếu làm không tốt, không những làm hại tới cô chú, mà sẽ đẩy Lâm Chấn Hải ra xa hơn. Nhưng nếu làm như vậy, ít nhất có một nửa cơ hội cứu được bố mẹ tôi ra. Chính quỷ, giao nhiệm vụ này cho trung đội ba chúng tôi. Công tác chuẩn bị phải thật chu đáo, phải suy nghĩ tới mọi khó khăn. Cậu phải biết, một khi xảy ra sơ suất thì không phải thiệt hại hai bên, mà chính là thiệt hại ba bên, bốn bên. Tôi biết rồi, tôi đi chuẩn bị ngay đây. Cha, con ra ngoài đi. Con đi đâu vậy? Kháng Nhật. Con bé này. Chính quỷ, tôi còn một việc muốn nhờ anh giúp. Là chuyện Bạch Đông Cúc tham gia đại hội huyện đúng không? Chính quỷ, anh đúng là con sâu trong bụng tôi. Con sâu gì? Ăn nói kiểu gì đấy? Xin lỗi, phải nói là chính quỷ xuất trận một đấu hai. Lý Bu, chẳng phải cậu luôn phản đối Bạch Đông Cúc tham gia đại đội quyền sao? Vì nguy hiểm quá. Vậy bây giờ không nguy hiểm nữa sao? Nếu cô ấy không tham gia đại hội quyền sẽ càng nguy hiểm. Cô ấy lúc nào cũng đòi tham gia vào hoạt động của chúng ta. Tôi thật sự không quản được cô ấy. Tôi đành nhờ kỷ luật của bác lộ quân để quản cô ấy. Vậy à? Được, tôi sẽ thương lượng với đại hội trưởng. Cảm ơn chính quỷ. Đồng chí Lý Bu, đồng chí Bạch Đông Cúc, có chuyện gì không? Có chuyện gì không là sao? Ta đã nói rõ rồi, anh không được nói lời, không giữ lời. Chưa qua cầu, định rút dáng sao? Cô Bạch, chính quỷ tìm cô. Ai? Tìm tôi sao? Chính quỷ Tào. Em đi một lát rồi quay lại. Đây là của tôi sao? Cô muốn tham gia đại hội huyện từ lâu rồi còn gì? Đúng vậy. Đó là trước kia. Giờ cả thôn đều coi thường tôi.
Tôi đã nói chuyện với trưởng thôn của cô, ông ấy cũng rất hiểu cho cô. Nhưng công việc của quần chúng không dễ làm vậy đâu. Được, có được quân phục này là có tất cả. Cảm ơn chính quyền. Chính quyền, tôi còn có nhiệm vụ, tôi đi trước đây. Cô quay lại. Đồng Cúc, đội y tế đang thiếu một người. Từ bây giờ, cô đi theo đồng chí Hồ Hiểu Nguyệt. Bắt tôi làm lang trung sao? Còn nữa, cô đã là một thành viên của đại đồ quyền thì phải tuân thủ kỷ luật của đại đồ quyền. Sau này bất luận làm việc gì cũng phải hồi báo với tổ chức. Tuyệt đối không được tự ý hành động, tự ý quyết định, hiểu chưa? Nhưng việc đánh Nhật, đánh Hán Giang giống nhau. Chúng ta là một tập thể chiến đấu, lợi ích của tổ chức cao hơn tất cả. Chính quỷ, tôi thật sự còn có gì. Không tin, anh có thể hỏi Lý Bu, đồng chí Lý Bu. Bây giờ nhiệm vụ lớn nhất của cô là theo đồng chí Hồ Hiểu Nguyệt học hỏi, làm tốt trách nhiệm của một nhân viên y tế, hiểu chưa? Tiểu Hồ, cô đưa đồng chí Đồng Cúc đi làm quen với tình hình đi. Dân chính quỷ, chính quỷ. Cô Bạch, tôi sẽ dạy cô băng bó trước. Không học. Chính quỷ Lý Bu, cậu trốn ở đây làm gì? Chính quỷ, tôi ngồi không đeo vòng kim cô rồi hả? Lý Bu, tôi có thể quản được cô ấy, không thực hiện nhiệm vụ cùng các cậu, nhưng tôi không quản được việc cô ấy thích hay không thích ai. Chính quỷ, đừng nhắc chuyện này. Chỉ cần anh tôi trở thành thành viên của đội ngũ kháng Nhật, cô ấy sẽ nghĩ thông thôi. Tôi nói với cậu lần nữa, phải suy nghĩ tới mọi trường hợp ngoài ý muốn. Tuyệt đối không được làm việc theo cảm tính. Dân, tôi đi trước đây. Trước đây, mỗi lần vào Nhạn Sơn tiêu diệt đều thất bại. Lần này chúng ta có Lâm Trung Dương để anh ta đánh trận tiên phong, nên thử thách anh ta, xem liệu anh ta có trung thành với hoàng quân Nhật Bản chúng ta không. Đúng vậy, lần này có thể nhìn rõ anh ta có phải bạn của chúng ta không. Liệu anh ta có đưa chúng ta vào bẫy của Bác Lộ Quân không? Không đâu. Chúng ta vẫn nên cẩn trọng thì hơn. Chuyện này do cô phụ trách, phải liên tục báo cáo với tôi. Sau này anh có dự định gì? Còn dự định gì nữa chứ? Ăn rồi đợi chết thôi. Đây không phải tính cách của anh. Vậy phải làm sao? Dương mắt nhìn cha mẹ bị người Nhật nổ chết. Ý em không phải vậy. Anh, vì sự an toàn của cha mẹ chúng ta, cuộc sống khó khăn tới mấy, anh cũng phải vượt qua. Sớm muộn rồi cũng sẽ qua thôi. Bù Tử, chỉ cần cậu thay tôi chăm sóc tốt cho Cúc Tử, tôi cảm ơn cậu lắm rồi. Không sớm nữa, về thôi. Anh, lúc em vào thành xảy ra một chuyện, em muốn nói với anh. Là các cậu làm sao? Tứ Đường Gia tìm em gây phiền phức. Em vốn không muốn. Anh, em sợ hắn vì chuyện này chia sẻ quan hệ của chúng ta. Quan hệ mà có thể chia sẻ được thì có được gọi là quan hệ nữa không? Nhưng có một chuyện em nhất định phải nói. Đây chỉ là ngẫu nhiên, tuyệt đối không phải hành động diệt gian của bọn em. Bọn em tin bang Lâm Hổ, tuyệt đối không phải Hán Giang. Bù Tử,
Mấy hôm nay người Nhật sẽ mở cuộc càn quét lớn. Có rất nhiều người từ bên ngoài được điều động đến. Cấp trên lấy được thông tin từ Bảo Định, chứng thực lời Lâm Chấn Hải nói. Bọn Nhật điều động một liên quân từ Bảo Định đến, thêm vào đó là liên quân quân Hoàng Hiệp, quân Bảo An, chắc phải hơn 2.000 người. Lần càn quét này của Nhật muốn hủy diệt hoàn toàn căn cứ địa, tiêu diệt vũ trang kháng Nhật. Bọn Nhật động tới vốn gốc, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Đại đội trưởng, chúng ta đánh thế nào? Cứ theo chiến thuật cũ, tránh nặng làm nhẹ, hư hư thật thật. Chia thành tốt nhỏ, dừng đồng kích tây. Bọn chúng đánh bọn chúng ta đánh chúng ta. Chúng ta vẫn luôn lợi dụng địa hình và rừng rậm để đọ sức với địch. Nhưng lần này thì khác, đội bảo an của Nhật đa số đều là người của bang Lâm Hổ, quen thuộc địa hình hơn cả chúng ta. Tôi tin Lâm Chấn Hải chỉ là gặp kịch thì diễn, đối phó lấy lệ. Anh ấy không giúp bọn Nhật đâu. Chúng ta không thể lơ là cảnh giác, nhưng phải làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt. Chuyện này cho qua, sau này đừng ai nhắc tới nữa. Đại ca, anh em của chúng ta chết oan vậy sao? Đại đội huyện diệt giang nhanh như vậy, Bưu Tử không hiểu nỗi khổ của anh là gì cả. Tôi bảo rồi đừng nói nữa. Đại ca, bọn họ đều là anh em trước đây của chúng ta. Anh làm như vậy bất công quá. Lão Tứ, Gậy, nói chuyện cùng với Gậy. Không ai giấu giếm gì nữa. Cậu nói tôi nghe, suốt cuộc là cậu chủ động gây phiền phức cho Bưu Tử, hay là Bưu Tử bắt đầu diệt gian cùng cậu? Là hắn diệt gian của tôi. Lão Tứ, lúc khấu đầu uống rượu máu chúng ta đã nói rồi, anh em tốt mãi mãi một lòng. Ngay cả lời thật lòng cậu cũng không nói, vậy mà là anh em sao? Không phải đại ca. Được, tôi nói rồi, gửi tiền an táng cho người nhà mấy anh em đã mất. Chuyện này cho qua đi. Đại ca, cứ làm vậy đi. Đường gia, Lão Tứ, đi lo hậu sự cho mấy anh em đi. Đại ca, tôi... Nhiệm vụ chặn đánh và yểm hộ để di dời bà con sẽ do trung đội 1 phụ trách. Nhiệm vụ chính của trung đội 2 là phải canh giữ con đường rút lui thông vào núi của chúng ta, không được để bọn Nhật chặn đứng. Đại đội trưởng yên tâm, mỗi lối vào trong núi đều có người canh giữ, có biến động gì lập tức biết ngay. Đội bảo an của Lâm Chấn Hải ở đâu? Có một đội ở cửa lão Lâm, còn lại đa số là ở đường một dành đai. Dực ưng chủy, địa hình dực ưng chủy, địa hình hiểm trở, dễ thủ khó công, luôn là khu vực hoạt động của chúng ta. Lâm Chấn Hải biết tìm chỗ đấy. Tôi tin Lâm Chấn Hải sẽ không gây phiền phức thật cho chúng ta đâu. Được, chuẩn bị theo kế hoạch đi. Dân Lão Bu, cậu đợi một chút. Đại đội trưởng, có chỉ thị gì? Lão Bu, cái đại đội chúng ta có thể lấy ra được vũ khí giao hết cho cậu đấy. Hy vọng cậu có thể thành công lần này. Dân Lý Bu, phải nhớ kỹ, nhiệm vụ của mấy cậu là cứu người, không phải liều mạng. Phải đảm bảo sự an toàn cho hai bác nhà họ Lâm. Sự an toàn của mấy cậu cũng phải được đảm bảo. Vốn của chúng ta không ít, không thể cược tất cả được. Tôi biết, anh yên tâm. Anh Lâm, anh Chấn Hải, lần này vất vả cho anh rồi. Tôi biết rừng núi là địa bàn của anh, là thiên hạ của anh, giống như nhà của anh vậy. Nhiệm vụ lần này rất đơn giản,
đó là trông giữ cẩn thận địa bàn và nhà quanh. Trận chiến thổ Bát Lộ, nhắm đánh được thì đánh, không đánh được thì trốn. Những chỗ chúng có thể trốn chính là những nơi anh cần bảo vệ. Anh hiểu ý tôi chứ? Hiểu. Lâm Chấn Hải, tôi là thổ phỉ. Thổ phỉ đương nhiên không thích người khác làm loạn trên địa bàn của mình. Tôi biết phải làm thế nào. Được, đợi tin tốt của anh. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Lần càn quét này của bọn Nhật với chúng ta mà nói là một cơ hội cực kỳ tốt. Chính quỹ và đại đội trưởng đã quyết định trung đội 3 không tham gia và cuộc chiến chống càn quét này, tập trung lực lượng hoàn thành kế hoạch cứu người. Trung đội chọn ra 20 chiến sĩ vào thành cứu người, chia thành hai tổ, một tổ cứu người, một tổ vào ngõ Liễu Tử. Các chiến sĩ khác ở ngoài thành tiếp ứng. Các điểm trong ngõ Liễu Tử gần như đã thăm dò qua. Đặc công của bọn Nhật canh gác rất nghiêm ngặt, không có cách nào để tiếp cận quá gần. Nhưng mục tiêu về cơ bản thì không sai, không thể dựa vào may mắn, phải chính xác tuyệt đối. Nếu không phá hủy được cơ quan điều khiển từ xa, kế hoạch cứu người của chúng ta coi như đổ bể. Diêm Dương, những thứ khác không dám nói, nhưng ở phòng nào thì không sai được. Lúc quốc quân vẫn còn, ngõ Liễu Tử chính là căn cứ của đặc công chúng tôi. Diêm Dương, tôi nhắm mắt cũng không đi nhầm được. Tôi dám khẳng định người Nhật dựa vào cơ quan phá dỡ chúng tôi để lại để làm cách của họ. Chỉ cần cho tôi một phút, tôi sẽ biến thuốc nổ của chúng thành đồ bỏ đi. Được, tôi cùng Hầu Tử và Diêm Dương sẽ đem theo vài người tới ngõ Liễu Tử. Đào Tử, anh cùng những người khác mai phục ở gần đại diện. Một khi nhận được tín hiệu, lập tức xông vào cứu người. Được. Hành động lúc nào? Sau khi bọn Nhật bắt đầu càn quét. Đồng Cúc, cô đi đâu vậy? Anh đứng lại cho em. Sao vậy? Được tham gia đại đội quyền mà vẫn không vui hả? Không vui nổi. Tự em muốn tham gia cơ mà. Em tự hỏi anh sao tốt thế, giới thiệu em vào đại đội quyền thì ra là tìm chuyện để giữ chân em. Anh đi kháng Nhật, để em ở đây là lang trung. Nhân viên y tế thì không phải là kháng Nhật sao? Em không quan tâm. Anh hãy nói với đại đội trưởng và chính quỹ, em phải đi theo mấy anh. Không được, anh qua cầu Trúc Giáng. Được rồi, anh còn có gì? Anh đợi đã. Bạch Đông Cúc, tốt nhất em hãy ngoan ngoãn đi theo đại đội, đừng có gây điều thị phi nữa. Em nhớ rõ, kỷ luật của Bát Lộ quân là kỷ luật thép. Em đừng cố đâm vào nó, không lại chạm máu đầu đấy. Vậy anh đi cẩn thận đấy. Trưởng quan Du, Diêm Dương, vào đi. Diêm Dương, trưởng quan Du, vị này là... Cô ấy là bạn tôi, sau này cũng là bạn của anh. Lần đầu gặp, sau này mong được chiếu cố. Chiếu cố. Chiếu cố. Diêm Dương, vì tôi bảo anh làm tới đâu rồi? Lý Bù đã tới tìm tôi, bọn họ muốn cứu người. Anh đồng ý với bọn chúng rồi sao? Đồng ý rồi, rất tốt. Xem ra kế hoạch của chúng ta rất thuận lợi. Diêm Dương, anh biết phải làm gì rồi chứ? Tôi biết. Đưa Lý Bù và người của cậu ấy vào ngõ Liễu Tử. Đúng. Anh chỉ cần đưa bọn chúng vào là được. Những chuyện khác
do chúng tôi làm. Sau khi xong việc, chúng tôi sẽ đưa cho anh tiền thù lao đầy đủ. Anh có thể làm bất cứ việc gì anh muốn. Tôi cũng chẳng mong muốn điều gì, chỉ muốn cưới một người vợ để nối dõi tông đường cho nhà họ Dương. Anh có thể chọn tùy ý. Ai trong số họ cũng có thể trở thành vợ của anh, nói giỏi tông đường cho anh. Các vị, mục đích lần càn quét lần này là tiêu diệt tận gốc tất cả lực lượng kháng Nhật ở núi Nhạn Sơn, thiết lập một trật tự thịnh vượng đích thực ở Đại Đông Á. Lần này, tôi tin rằng với sự hỗ trợ nhiệt tình của đội trưởng Lâm, mục đích của chúng ta nhất định sẽ hoàn thành. Các vị chuẩn bị chiến đấu. Dân. Mau chạy đi, chạy đi. Diêm Dương, sao cha anh lại đặt cho anh cái tên này vậy? Chức vụ thì không nhỏ, nhưng cái tên này, cha tôi là một nông dân thật thà chất phác, sao mới có thể đặt cho tôi tên này chứ? Tôi họ Dương, lúc mẹ tôi mang thai tôi lên núi cắt cỏ lợn, cuối cùng sinh đôi trên một tấm đá nham thạch. Cha tôi đặt tên cho tôi là Dương Nham. Từ nhỏ tôi đã thích gây chuyện, đi gây chuyện thị phi khắp nơi. Bà con trong 8 thôn 10 dặm đều bị gây sự. Người ta đặt cho tôi biệt danh Diêm Dương. Người này gọi, người kia gọi, gọi qua gọi lại, quên cả tên thật. Tôi ấy à, trong lòng mọi người không khác gì Diêm Dương. Tôi chỉ tiện mồm hỏi thôi, anh đừng để bụng. Thật ra có phải người tốt hay không cũng không thể hiện qua tên gọi. Quan trọng là xem anh làm người, cách anh làm việc. Giờ tôi cũng chẳng phải người tốt gì. Có phải người tốt hay không cũng đâu có viết trên mặt. Anh sẽ bắt đầu làm chuyện lớn, làm chuyện nghiêm túc rồi còn gì. Đội trưởng Lý, anh đừng mở miệng là đội trưởng Lý. Sau này gọi tôi là Lý Bu là được. Cậu là anh em với Lâm Trung Dương thật sao? Đúng vậy. Vậy sao cậu lại họ Lý? Cha mẹ tôi mất khi tôi lên 8, là nhà họ Lâm nhận nuôi tôi. Bọn họ đối xử với tôi như con ruột. Không, nên nói là còn thân hơn cả con ruột. Nghĩa là lần này cứu người không chỉ là cha mẹ của Lâm Trung Dương, cũng là cha mẹ của tôi. Cha mẹ tôi cũng giống cha mẹ anh, cũng là người nông dân hiền lành chất phác, giờ lại trở thành con cờ bọn Nhật dùng uy hiếp anh tôi. Anh nói tôi có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Không giấu gì cậu, chuyện này rất nguy hiểm, cũng không biết có thành công hay không. Nguy hiểm nữa cũng phải làm, thành công hay không cũng phải làm. Làm gì có đứa con trai nào mà ngay cả việc sống chết của cha mẹ cũng không lo, thì có còn là con người không?
Được rồi, đi thôi. Đi đâu vậy? Đi thăm cha mẹ của anh. Thăm cha mẹ tôi. Lão Tam, các anh em thế nào rồi? Đường già đi một cái, các anh em còn lại như mất xương sống. Nói sao nhỉ? Giống như trong chốc lát mất cả răng trên răng dưới, không thoải mái. Cũng chẳng có gì gì. Không thoải mái, nhưng các cậu tự do. Chúng tôi ngay cả tự do cũng không có. Đường già, các anh định đối đầu với đại đội Quyện thật sao? Đối đầu gì chứ? Người Nhật vào núi càn quét, chúng tôi coi như các anh em vào núi đi dạo. Bây giờ Chia Ghi bảo chúng ta làm gì, chúng ta phải làm cái đấy. Bảo đánh đầu thì đánh đầu, bảo thu đuôi thì phải thu đuôi. Tôi không để các anh em chịu thiệt thòi được. Chịu thiệt thòi thì có thể là bọn chúng. Cái này gọi là gì nhỉ? Đại ca, tôi hiểu rồi. Gặp kịch thì diễn. Gặp kịch thì diễn. Bưu Tử, Diêm Dương, tôi nói một câu thật lòng với anh. Hành động lần này tôi cũng không dám chắc. Bơm đạn không có mắt, tôi không biết sẽ rơi trúng vào ai. Tôi từng nói sẽ đảm bảo an toàn cho anh, nhưng trên thực tế anh cũng nói chúng ta đi lần này là quỷ môn quan vào Diêm La Điện. Vậy nên cậu đưa tôi đến đây để từ biệt cha mẹ tôi sao? Không, nên nói là cha mẹ của chúng ta. Nói một câu nghe không hay. Nếu anh sống tôi chết, sau này khi anh tới mộ, thay tôi thắp một nén nhang. Nếu tôi sống anh chết, tôi sẽ làm hết trách nhiệm mà một người con trai phải làm. Nếu hai anh em chúng ta cùng đi gặp Diêm Dương thật thì sao? Vậy chúng ta sẽ cùng tới Diêm La Điện đi chăm sóc cha mẹ chúng ta. Cậu còn cười được. Diêm Dương, nếu anh thực sự sợ, giờ hối hận vẫn còn kịp. Nói thật, tôi hối hận rồi đấy. Vậy anh, tôi không sợ tôi. Tôi sợ các cậu. Chúng tôi không có gì đáng sợ cả. Thứ chúng tôi bưng là bát cơm của bách tính Nhạn Sơn. Trong đó có cha mẹ anh, cũng có cha mẹ tôi. Không, nên nói là cha mẹ của chúng ta. Bưu Tử, bọn Nhật bắt đầu càn quét rồi, chúng ta cũng phải bắt đầu hành động thôi. Cho anh cơ hội cuối cùng, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Đi thôi. Cậu đi đâu? Diêm Dương tôi sẽ theo cậu tới đó. Đi bên đó. Diêm Dương, cứ ở đây đợi tôi. Bưu Tử, mau, mau chạy, cẩn thận. Chạy đi. Bưu Tử,
Sean tới đây chứ. Tôi quen thuộc địa hình ở đây. Mau đi theo tôi, nhanh. Cẩn thận. Diêm Dương. Diêm Dương, không sao chứ? Diêm Dương, không sao chứ? Người anh em, hôm nay mà không có cậu, tôi đi gặp Diêm Dương thật rồi. Được rồi, đi thôi. Lên. 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 Nào, nhanh. Hầu tử, sao rồi? Đao tử đưa người vào rồi. Những người khác cũng đã mai phục ở địa điểm hẹn trước. Trong thành có tình hình gì bất thường không? Đa số bọn Nhật đã ra khỏi thành đi càn quét. Người trong thành không còn nhiều. Ngõ Liễu Tử thì sao? Hình như khá yên tĩnh. Yên tĩnh lúc này không phải chuyện tốt đâu. Nhất định phải cẩn thận hơn. Mấy giờ thì hành động? Không vội. Bọn Nhật vừa ra khỏi thành. Bọn Nhật ở lại trong thành nhất định sẽ cẩn thận hơn. Chúng ta phải đợi hổ ngủ gật mới ra tay. Diêm Dương, theo sát tôi. Một bước cũng không được rời. Biết rồi. Chúng ta cũng từng bưng bát cơm của quân đội chính quy. Quy tắc này tôi hiểu. Đi thôi, vào thành. Đại ca. Lão Tam. Nhị ca. Lão Nhị. Chiến tích được đấy. Chiêu này của đại ca tuyệt thật. Dùng súng và đạn của người Nhật để đi săn bắn. Các anh em đã lâu lắm rồi không được nếm mùi vị quan giả, đúng không? Đúng vậy. Để các anh em ăn cho đã. Được. Đại ca. Đại ca. Đại ca. Tam ca. Đại ca. Dược Ưng Chủy phát hiện đại đội quyền thì còn đợi gì nữa? Đi đánh đi. Dân. Đánh càng náo nhiệt càng tốt. Biết đánh thế nào chưa? Đại ca đã dặn dò rồi. Đại đội quyền không đánh chúng ta. Chúng ta không đánh bọn họ. Dù sao đạn cũng là của người Nhật. Để anh em bắn chơi chơi. Đi đi. Dân. Lão Nhị, đứng đó làm gì? Gọi anh em nhóm lửa nướng thịt bày rượu đi. Dân. Các anh em nhóm lửa nướng thịt nào. Dân. Lý Bù nói không sai. Lâm Chấn Hải vẫn được coi là một người Trung Quốc có lương tâm. Chỉ đáng tiếc đống đạn bay đầy trời này. Cho chúng ta thì tốt quá. Lâm Chấn Hải làm được như vậy là tốt lắm rồi. Đừng tham lam quá. Lão Lưu, tình hình bên ngoài núi thế nào? Bách tính ở dài căn cứ địa đều di dời an toàn. Trung đội 1, 2 cũng đã rút quân về núi. Giờ điều bọn Nhật có thể làm là đập phá những thùng hòm không mang đi được. Không biết bọn Lý Bu thế nào rồi. Đúng vậy. Sao trong thành không có động tĩnh gì nhỉ? Trung đội trưởng, chuẩn bị xong cả rồi. Bao giờ hành động? Đợi chút nữa, canh 4 đi. Anh đúng là biết chọn thời gian. Canh 4 là lúc bọn Nhật đang ngủ gật. Bù tử, chúng ta rút đi. Rút gì mà rút? Anh biết thế này gọi là gì không? Gọi là lâm trận rụt dòi biết không hả?
Chuyện này không thành công được đâu, mau rút đi. Muốn rút thì anh rút đi. Chúng tôi tới đây thì nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Anh làm sao? Không muốn làm thì cút. Đào Tử, Diêm Dương, tôi nói không muốn cưỡng ép anh, nhưng chuyện tới nước này rồi, chúng ta không thể cứ quay về như thế. Thế này đi, anh đưa chúng tôi tới vị trí cụ thể, tôi cho người đưa anh về. Cậu tưởng tôi sợ chết sao? Tôi không muốn nhìn thấy các cậu chết. Bù Tử, nghe tôi nói, mau rút đi, rút đi. Đây là một âm mưu. Đúng vậy, anh làm việc cho người Nhật. Tôi cũng không muốn, nhưng tôi không muốn chết trong tay bọn họ. Khốn kiếp, tao đánh chết mày.